Chào mừng mọi người đến channel của gia đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người hai mẫu bàn thờ thần tài nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy ở đây là một chiếc bàn thờ thần tài. Kích thước chiều ngang là 81, chiều sâu là 68 và chiều cao từ dưới đất lên tới đỉnh là 98. Toàn bộ những số trên đều là số đẹp theo kích thước lỗ ban nha mọi người. Và cái size này là size hàng đặt nha mọi người. Đó. Và mọi người có thể thấy ở bên kia nữa, mình có để một cái bàn thờ thần tài nhỏ nữa. Kích thước của nó chỉ có 40, chiều ngang là 48, chiều sâu là 48 và chiều cao từ dưới đất lên là 68. Đó. Thì mọi người có thể thấy là kích thước rất là bự phải không ạ? Cho với cái size này, size chiều ngang là 81. Mình để hai cái đây thì để cho mọi người dễ hình dung được là cái size 81 nó rất là bự nha mọi người. Thì chúng ta cùng nhau đi xem sản phẩm một vòng nha. Thì mọi người có thể thấy là đầu tiên ấy, về cái mặt nổi bật nhất của cái chiếc bàn thờ này, mọi người có thể thấy là cái chiều rộng của nó. Cái chiều rộng chiều ngang này đó. Chiều ngang của nó là 81 này. Nên cái mặt cây này mọi người thấy không, là vân cây gỗ tự nhiên, chất cây là cây gỗ có đỏ 100% luôn nha mọi người. Những cái tấm rất là lớn nha mọi người. Giá trị nhất là những cái tấm như vậy đó. Rất là lớn nha. Và ở bên hai bên thì mọi người có thể thấy cái kiểu này là kiểu cột chạm rồng. Cột này là cột 10 nha mọi người đó. Và chạm lên vải rất là đẹp nha mọi người. Sờ vải rất là đẻ. Ở phía trên đó thì có thêm hai con rồng hai bên này đó. Phía giữa thì mọi người có thể thấy là có một cái khánh. Cái này là có con dơi này ngậm chữ phúc mà mọi người thấy không? Chạm chữ phúc đàng hoàng luôn nha. Và ở dưới đó thì mọi người có thể thấy là những con nghê này rất là dày nha mọi người. Những con nghê này thì nó sẽ dày là dày 2/8 nha mọi người. 2/8 rất là dày nha. Rồi bên cạnh dưới nữa thì mọi người có thể thấy là có cái yếm này, dàn yếm này. Chân này là chân móng đục 12 nha mọi người. Chân này là chân 12 nha, đục móng. Và ở giữa thì có thể thấy là khi mà mình kéo cái mâm này ra thì tổng chiều dài thì mọi người có thể thấy là nó sẽ rô là đây, đo cho mọi người xem luôn nha. Đó, mọi người thấy không, chiều sâu là 68 mà, và khi mà mình đo tới đây nó sẽ là 96 này. Đấy, kéo lên cho mọi người xem 96 này, mọi người thấy không. Mình coi số ở dưới nhá, số ở dưới là mình sẽ sử dụng đồ nội thất. Đó, cũng là theo số đẹp theo cái chiếc lỗ bàn luôn nha. Và bên cạnh đó thì mọi người có thể thấy nó thiết kế kẹp giả dày nên sản phẩm nhìn rất là dày dặn phải không ạ? Đây là thiết kế kẹp giả dày nhá. Ở trên mặt nó vẫn là vân cây lựa cho mọi người xem này. Ở phía bên hông thì mọi người có thể thấy là cái kiểu chạm yếm này. Này là dạng đặc nha. Cho mọi người xem phía đằng sau của bên nhà mộc luôn. Nếu mọi người nhìn kỹ ấy, thì ở phía sau thì mọi người có thể thấy là đó, cái kiểu này như mình mộc hay nói với mọi người, mình coi phía sau thì mình sẽ biết là cái độ, cái này là kẹp giả dày nha. Đó, thiết kế là thiết kế kẹp giả dày này. Và những cái tấm này là đều là hoàn toàn là nguyên tấm hết nha mọi người. Nguyên tấm luôn nha. Rồi cho mọi người. Và với size kích thước lớn như vậy, giá của nó chỉ có 6,5 triệu thôi nha mọi người. Rất là rẻ phải không ạ? Chỉ có 6,5 triệu thôi. Và bây giờ mình xin giới thiệu mọi người một cái size bàn thờ thần tài dành cho gia đình. Rất là đẹp phải không ạ? Kích thước chiều sâu của nó là 48, ngang 48 và cao cũng là 68. Và giá của nó chỉ có 2,900,000 thôi nha mọi người. Và chất cây của cái bàn thờ thần tài này là chất cây gỗ gõ đỏ 100% luôn. Đó, hoàn toàn sử dụng 100% cây gỗ gõ đỏ. Thiết kế thì mọi người có thể thấy là cái kiểu cột này sẽ là kiểu cột chạm rồng, cột 8 nha mọi người. Đây là chỉ cột 8 thôi. Ở phía bên trong đó thì sẽ có thêm một cái bệ nữa. Khi mình để ông địa và thần tài vô đây thì nó rất là hợp nha. Nên hẳn một bậc làm nó thêm trang nghiêm nha mọi người. Và bên cạnh đó này mọi người có thể thấy là cái mặt này, mặt vân cây cũng có đỏ, rất là đẹp ạ. Phía dưới đó thì chúng ta có thể thấy là sẽ có một cái mâm cúng nhỏ nữa đây. Rất là phù hợp cho cái size gia đình nhỏ nha mọi người. Và nếu mọi người muốn cái bàn cúng lớn như bên kia, nó cũng có một cái ngăn tầng như vậy á,
thì mình chỉ có hết là thêm 300 ngàn nữa thôi nha mọi người. Tức là nó sẽ lên là 6.8 triệu, là mọi người đã có thêm một cái ngăn tầng như vậy luôn nha. Đây cho mọi người xem cái phần bên hông và đằng sau luôn. Bên hông mọi người có thể thấy là cái chạm hoa sen này, sơn xịt cũng rất là sạch sẽ luôn nha mọi người. Và những cái sản phẩm như vậy á, thì mọi người xài tối thiểu phải là 50 năm nha mọi người. Tại vì cái chất cây là cây gỗ có đỏ á, rồi mình xài nó cứ bền và đẹp mãi với thời gian thôi. Nó chỉ có đẹp mãi với thời gian nha mọi người, chứ không phải là... Rồi mình xin được báo giá lại sản phẩm nha. Với kích thước size chiều ngang là 81, chiều sâu là 68 và chiều cao từ dưới đất lên tới đỉnh là 98. Giá của nó chỉ có 6.500.000. Và nếu mình thêm một cái bệ ở đây nó sẽ là 6.800.000 nha mọi người. Và kích thước bàn thờ thần tài nhỏ, kích thước ngang 48, sâu 48 và cao 68. Giá của nó chỉ có 2.900.000 thôi nha mọi người. Rồi, nếu mọi người cần tư vấn thì mọi người cứ gọi số điện thoại bên dưới cho Mộc nhé. Và đừng quên là bên Mộc giao hàng toàn quốc luôn nha mọi người. Và nếu mà không giống như mô tả thì mọi người trả hàng cho Mộc hoàn toàn miễn phí nha. Rồi, nếu thấy channel của mình hay nhớ đăng ký ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn và chào mọi người.